Xin chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV sẽ giới thiệu với các bạn về rắn đen mamba. Độc tố khủng khiếp của loài rắn chết chóc nhất châu Phi, vết cắn gọi là nụ hôn thần chết. Mamba đen. Chỉ riêng cái tên thôi cũng khiến cho người nghe sợ hãi. Đối với người dân châu Phi, mamba đen là loài rắn đáng sợ nhất. Gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng. Là loài rắn đặc hữu của vùng Đông và Nam châu Phi, nhưng mamba đen lại nằm trong danh sách top của thế giới. Bao gồm top những loài rắn di chuyển nhanh nhất thế giới và có độc tố mạnh nhất thế giới. Trong tự nhiên, mamba đen tỏ rõ mình là kẻ thống lĩnh các đồng cỏ và đồi núi đá ở miền Nam và Đông Phi bởi loại nọc độc cực mạnh. Nọc độc của chúng gấp 3 lần hổ mang châu Phi, gấp 5 lần hổ mang chúa, và gấp 40 lần hổ lục gạp un. Mamba đen được mệnh danh là cơn ác mộng kinh hoàng của người châu Phi. Người dân nơi đây gọi vết cắn của mamba đen là nụ hôn thần chết. Nọc độc chứa độc tố thần kinh cực mạnh của mamba đen có thể khiến một người trưởng thành bị bại liệt toàn thân sau 45 phút cắn. Nếu không được can thiệp y tế kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Trong tự nhiên, chỉ một nhát cắn của mamba đen cũng có thể kết liễu sinh mạng của con mồi trong vòng vài phút. Chính vì thế, các chuyên gia nhận định, cùng với rắn Taipan thì mamba đen là loài rắn nguy hiểm và chết chóc nhất hành tinh. Không chỉ có độc tố cực mạnh, mamba đen còn di chuyển nhanh khủng khiếp. Nằm trong danh sách những loài rắn di chuyển nhanh nhất hành tinh. Cỗ quan tải di động này có thể đạt tới vận tốc kỷ lục là 20 km/h. Tuy nhiên, loài rắn này chỉ sử dụng tốc độ cực đại này khi cảm thấy bị đe dọa. Nó không cần sử dụng tốc độ để săn mồi, bởi vũ khí săn mồi chính của chúng là nọc độc và bản lĩnh vào tận hang con mồi để kiếm ăn. Hoặc án binh bất động trên cây, hốc đá, đám cọt để chờ con mồi sập bẫy. Hình dáng quan tải di động đáng sợ của mamba đen. Cái tên mamba đen không đến từ màu da của chúng vì màu da của chúng phổ biến có màu olive xám, xanh. Màu đen hiện thân cho sự chết chóc đó đến từ khoang miệng đen ngòm luôn mở rộng để đe dọa con mồi và tự vệ. Với cái đầu vương vức hình chữ nhật nên nhiều người gọi chúng là cỗ quan tải di động. Mamba đen hội tụ đầy đủ những đặc điểm tự nhiên của một loài rắn cực độc trong thế giới hoang dã, chúng có nọc cực độc. Có tốc độ di chuyển cực nhanh cùng vẻ ngoài không thể hung hãn hơn. Mamba đen là loài rắn độc đặc hữu của miền Đông và Nam châu Phi. Mamba đen có thể sinh sống ở khu vực cao từ 1.000 đến 1.800 mét so với mực nước biển, hoặc các cánh đồng cỏ rộng lớn, hốc đá và trên cây cao. Kích thước, mamba đen trưởng thành có thể dài từ 2,5 đến 4 mét. Tuổi thọ trung bình của loài này trong tự nhiên khoảng 11 năm. Mamba đen là loài rất hung hãn. Chúng nhanh chóng bị tức giận nếu bị chọc đến. Khi đó, chúng sẽ ngóc đầu và thân trên cao khoảng 2/5 chiều dài cơ thể giống như hổ mang chúa. Rồi há cái miệng đen ngòm ra dọa nạt. Trong tự nhiên, mamba đen hiếm cho con mồi hoặc đối tượng lạ tiếp cận chúng trong bán kính 40 mét. Khi bị kích động, nọc độc của chúng sẽ được phát tác ở mức cao nhất. Kẻ thù của chúng là cầy man chút và đại bàng. Rắn mamba đen hiếm khi chủ động tấn công con người, chúng thường tấn công khi bị kích thích và cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên một khi rắn mamba đen tấn công, chúng sẽ tấn công liên tục, lặp đi lặp lại hành vi cắn và tiêm nọc độc đến khi nào chúng còn có thể. Mặc dù họ rắn mamba thường là những loài rắn cư trú trên cây, nhưng rắn mamba đen chỉ thỉnh thoảng sống trên cây. Chúng thích xây hang ổ trên mặt đất. Rắn mamba đen có vũ điệu giao phối của riêng mình. Con được định vị con cái bằng cách theo dõi vệt mùi hơi do rắn cái để lại. Sau khi tìm ra đối tượng giao phối tiềm năng, rắn đực sẽ kiểm tra rắn cái bằng cách búng lưới trên toàn bộ cơ thể rắn cái. Rắn mamba đen được sinh ra với tuyến nọc đã phát triển đầy đủ. Vì vậy, chúng có khả năng gây ra vết cắn chết người chỉ vài phút sau khi sinh. Rắn mamba đen là động vật ban ngày, chủ yếu nằm rình săn mồi. Săn mồi thường được tiến hành từ một hang ổ cố định. Rắn sẽ thường xuyên trở lại dọn hang để không bị xáo trộn. Khi săn, rắn mamba đen nâng cao một phần lớn cơ thể của mình lên khỏi mặt đất. Mamba đen thường không giữ chặt con mồi sau khi cắn, thay vào đó rắn thả con mồi ra, chờ con mồi ngừng kháng cự, bị tê liệt và chết. Nếu con mồi cố gắng thoát hoặc tự vệ bản thân, rắn mamba đen sẽ thường xuyên theo dõi vết cắn ban đầu với một loạt đòn tấn công nhanh để vô hiệu và giết chết con mồi thật nhanh. Mamba đen có một hệ thống tiêu hóa mạnh và từng quan sát được rắn mamba tiêu hóa hết con mồi trong vòng 8 đến 10 giờ. Rắn mamba đen sinh sản hàng năm. Giao phối diễn ra vào đầu mùa xuân. Rắn mamba được định vị rắn cái bằng cách theo dõi vệt mùi hơi do rắn cái để lại. Sau khi tìm ra đối tượng giao phối tiềm năng, rắn đực sẽ kiểm tra rắn cái bằng cách búng lưới trên toàn bộ cơ thể rắn cái. Con đực sở hữu dương vật thằn lằn. Giống như hầu hết các loài rắn, mamba cái là loài vừa đẻ trứng vừa sinh sản nhiều lần. Đẻ trứng thường diễn ra xuyên suốt giữa mùa hè và tổ trứng chứa 6 đến 17 trứng, thai kỳ kéo dài xấp xỉ 80 đến 90 ngày.
trong suốt mùa giao phối, con đực cạnh tranh có thể tham gia chiến đấu lẫn nhau, bằng cách cuộn xoắn cơ thể chúng quanh nhau và nâng đầu cao lên khỏi mặt đất. Nỗ lực đánh bại đối thủ. Hành động này thỉnh thoảng có thể bị nhầm lẫn với giao phối. Mamba đen sống đơn độc trong tự nhiên. Không tương tác lẫn nhau trừ khi giao phối hay chiến đấu giữa gián đực với gián đực. Sau thời gian ấp trứng, gián mamba non phá vỡ vỏ quả trứng bằng giang trứng và được sinh ra với tuyến nọc phát triển đầy đủ. Vì vậy, chúng có khả năng gây ra vết cắn chết người vài phút sau khi sinh. Lòng đỏ trứng được hấp thụ vào cơ thể gián sơ sinh như một nguồn dinh dưỡng duy trì sự sống cho gián non đến lúc trứng nở. Cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn. Nhớ nhấn like và đăng ký để theo dõi tập tiếp theo nhé.